doing it. Thank you.
Thế cho mẹ làm tổ ong nhé. Bà Hưng. Đổ xăng nước à? Làm sao con? Làm sao? Vâng, 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 cẩn thận nhá. Mẹ hấp thịt với lại khoai cho gấu nha. Uống từ từ thôi. Mẹ tạt khoai đã. Thank you.
rửa mạnh nhá, mẹ sắp xong rồi. Con sao con? Vào ngồi nước nha. Con lấy đi. Con rửa nước xong rồi à. Ôi dồi ôi. Thế đó, chơi tít tít. Nhìn đi. Tí nữa ăn khó nhá. Ôi dồi ôi, đâm vào chị. Ôi dồi. Vâng. Mẹ mới ra. Bùng. Dạ. Con uống đi. Đây. Hai tay. Bùng. Lại ho. Rồi. Uống ít thôi nhé. Để nó mẹ nó cất nhé. Chuyện nó bay ra lắm. Vâng. Mâm chín chưa? Nói à cô. Vâng, sắp xong rồi. Nhá. Vâng. Vậy nhá. Dạ. Vâng, chờ mẹ. Nóng quá. Mẹ sẽ lấy thịt cho con nữa. Đi, mình đi mắm mắm nhá. Vâng, mắm xong đi ngủ nhá. Con buồn ngủ quá. Vâng, mắm. Đi mắm mắm. Không nóng. Vâng, đây ăn bánh này trước nhá. Này mẹ bón con. Nam ngon lắm. Nam.
Ờ, chữ múc, chữ múc. Ẩm. 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 À, à, chắc chưa mic nha, mic ơi. Mic nha. Mic ăn đi. Mic ăn rồi đấy, gấu ăn. Gấu ăn, ăn táo, mic ăn khoai. Ăn à, gấu ăn. Mẹ tự ăn. Ngon, ngon. Ngon. Không hết như thế nha, vui đấy. Ngon khoai. Ngon. Bạn ăn đi.